Thưa quý vị, hẳn đêm qua là một đêm hao nước mắt của nhiều người khi MV Thua Một Người Dân đã được công chiếu trên kênh YouTube Võ Hồng Loan Official. Dẫu không phải là diễn viên, chứ đừng nói là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng chẳng hiểu sao Hồng Loan và chị Ni vẫn có thể khiến chúng ta bùi ngùi. Thua Một Người Dân cũng không phải là một ca khúc mới, song từng câu qua giọng hát của ca sĩ Nguyên Vũ, nó đã trở nên thấm thía hơn, khiến khán giả không chỉ xem một lần mà còn xem đi xem lại nhiều lần cày view cho Hồng Loan. Để tạo nên số lượt xem ấn tượng này cũng phải cảm ơn đến phía đối lập là bè lũ Kênh Kênh, khi từ Kênh Kênh Chúa đến Kênh Kênh Con đều đã để lộ dấu vết, rằng họ đã vô cùng tò mò, cũng đã rình thập thò thập thục đợi MV công chiếu và đã xem đã soi rất sâu MV này, thậm chí còn bình phẩm đánh giá theo kiểu là rất có tâm. Sau bao sóng gió trong quá trình sản xuất, cuối cùng với sự động viên ủng hộ từ cộng đồng mạng, vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 12, MV Thua Một Người Dân do Nguyên Vũ làm đạo diễn đã chính thức ra mắt khán giả. Trong giai đoạn trục trịch bấm máy, ekip đã cho biết đây là sản phẩm cây nhà lá vườn, mọi thứ đều là của người nhà. Từ bối cảnh diễn viên cho đến khung sườn kịch bản, mục đích chính của MV là thổi làn gió mới vào kênh YouTube Võ Hồng Loan Official, giúp cho con gái của Vũ Linh thuận lợi phát triển kênh YouTube cá nhân. Dẫu tự nhận là sản phẩm cây nhà lá vườn, diễn viên cũng là tay ngang, song với nét diễn ngoài đời sau thể hiện như vậy, vai diễn phù hợp với tính cách, giọng hát ngọt ngào cảm xúc của ca sĩ Nguyên Vũ và việc được kế thừa tình cảm của khán giả trong drama gia tộc Vũ Linh đã khiến MV trở nên có sức hút. Một MV ngắn nhưng lột tả một câu chuyện đầy cảm xúc, một MV lấy đi bao nhiêu nước mắt của mọi người. Một clip vô cùng xúc động, Hồng Loan sẽ nhớ mãi suốt đời. Cảm ơn anh Nguyên Vũ, chị Ni, tác giả bài hát vô cùng ý nghĩa, cùng tất cả anh chị em và các cháu trong ekip làm MV, đã cho khán giả một MV vô cùng xuất sắc và tình cảm. Ai cũng sẽ khóc khi xem MV này. MV rất hay, phản ánh hiện thực một góc độ xã hội để những người làm phụ huynh nên có cái nhìn đúng để sau này không phải hối hận. Hy vọng sẽ được các nghệ sĩ khai thác nhiều góc khuất đời sống ngày thường, sản xuất ra nhiều MV mang thể loại giáo dục để cảnh tỉnh và nhắc nhở con người nên có thái độ ứng xử đúng đắn trong cuộc sống, đừng chạy theo tiền bạc quá. Rất cảm ơn tác giả. Vừa rồi là một số bình luận đánh giá của cộng đồng mạng dành cho MV Thua Một Người Dân. Thưa quý khán giả, trước ngày Hồng Loan công chiếu MV, Phượng V đã khuấy đảo mạng xã hội bằng livestream như có người dựa cô ta. Liên hoàn là những pha tự vã khẳng định Hồng Loan là giọt nước lã, chửi những nghệ sĩ gạo cội thân thiết với cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, chửi cha mắng mẹ của khán giả, chửi luôn Má Quốc Thanh là thằng bóng già. Dẫu luôn miệng rêu rao, bên đó, tức là Hồng Loan, làm gì thì không quan tâm, kệ họ đi. Nhưng bên Hồng Loan làm cái gì thì con ả này đều biết hết. Đứa cháu họ Lê đã nói, có trend nào là mình phải đu trend đó, mà trend bây giờ ngộ lắm mọi người, trend bây giờ là thích làm con, khóc, giả tạo, xạo sự, nói có thành không, nói không thành có. Ủa rồi là không quan tâm người ta giữ chưa ve, mà ve còn kể thiếu cái trend hot nhất 2023 nè, trend đồng sở hữu nè, trend bán nhà từ đường nè, trend thương cậu rồi muốn lấy nhà của cậu nè, trend cháu họ Lê giành tài sản của họ Võ nè. Trên vô đạo đức có 102, không ai dám đu với ve đâu, một mình ve là bà cố nội của những cái trend đó. Bolo ba la, không quan tâm bên đó làm cái gì. Nhưng mấy đây con ả này lại tiếp tục bắt trend, cụ thể là cái trend MV Thua Một Người Dân của Hồng Loan. Hòa chung không khí nhộn nhịp rộn ràng đu trend của cộng đồng mạng, Phượng Ve cũng đã lấp la lấp ló vào xem MV của Hồng Loan. Nhưng có lẽ vừa xem, con ả đã vừa bấm cái nút lại dislike. Xem đoạn Hồng Loan đứng nói vọng xuống, quyền chủ nhà, đoạn chị Ni chỉ tay hô, biến, ta nói khán giả thì vỗ đùi cái đét vì thích, còn một người hay một nhóm người thì tức trào máu họng. Còn gì nữa đâu mà dự kẻ, tối ngày 11 tháng 12, Phượng Ve đã chính thức đánh dấu cột mốc, sống thật với bản chất, nên giờ đây ả buông cái nết, tức là chửi thẳng, chứ len lén lúc lúc dùng cái nít ảo hoài, quá là mệt. Sau khi thưởng thức MV của Hồng Loan, ả ta đã có đánh giá. Lố nhất là cái đứa ca đu theo xác chết từng người. Anh nhớ lại nha, Mai Phương xong tới Phi Nhung, giờ là cậu em, nhục quá vú ơi. Ngu mà khoái làm đạo diễn.
Ôi là trời, ve ơi là ve, không có drama của Vũ Linh thì người ta vẫn biết ca sĩ Nguyên Vũ là ai. Còn không có cái drama đám tang của cậu ve thì chẳng ai biết ca sĩ Lê Thị Phượng ve là ai cả. Ve chê người ta hát dở, đạo diễn dở mà người ta nổi tiếng trần trần 20 năm qua, có nhà cao cửa rộng, biệt thự, nhà hàng phủ sóng từ Việt Nam ra tới nước ngoài. Mỗi lần đi hát thì khán giả vỗ tay ầm ầm. Chào đón nồng nhiệt, MV thì cứ lên triệu view vèo vèo. Còn ve hát hay quá, chồng của ve làm đạo diễn giỏi quá, cả đời ba mẹ con cùng là nghệ sĩ mà còn tự phong là nghệ sĩ lớn nữa. Rồi từ lúc làm nghề tới giờ có được lọt cái MV nào vào top thịnh hành của YouTube chưa? MV người ta dở, đạo diễn người ta ngu, nhưng sau 12 tiếng được 328.000 người xem. Còn ca sĩ chuyên nghiệp, đạo diễn giỏi mà 13 tiếng được 4.300 người xem. Không có so sánh sẽ không có đau thương, mà con ve nó cứ chấp niệm để sân si với Hồng Loan. Nghệ sĩ lớn, tài năng, chuyên môn giỏi, cái gì cũng nhận là hơn người, mà không có nổi một cái nhà nhỏ để che mưa, che nắng, phải đi thuê, đi ở nhờ, rồi định cướp luôn cái nhà của con gái người ta. Hát hay quá mà không có một ai dám mời đi hát, đi tới đâu người ta cũng sợ, cũng né tới đó, đến nỗi cái nhà hàng cũng bị cấm, không cho đặt chân tới nữa, thì ai là người nhục nhã hả? Người thường chắc người ta chui đầu xuống đất, mà con ve nó vẫn còn trơ trẽn lên chửi, lên chê người này tới người kia.